Và lúc nãy chúng con có nhìn thấy ở máy thầy Tịnh Hải các bác có giơ tay thì xin xin mời các bác đặt câu hỏi nên xin bác Chí Thịnh chắc là cứ để cái máy của thầy Diệu Hải mở mic cũng được ạ. Năm Dạ được rồi đấy ạ. Mic mic mở rồi đấy. A-di-đà-phật. À gì đà Phật. Con kính bạch thầy Diệu Âm Tịnh Hải, cho chúng con cũng rất là phàm phu nên là cũng không hiểu rõ. Thầy vẫn dạy là không nên nhìn lỗi người, thì những cái gì mà lỗi người mà chúng con thấy thì chúng con cũng hạn chế là không gọi là bình phẩm đến cái người đó. Thế nhưng có một cái việc như này thì chúng con thấy là không biết là chúng con là nghĩ đúng hay là sai. Thí dụ như trong cuộc gọi là chia sẻ tọa đàm nào đó mà chúng con nói bài này người này làm hay quá, tốt quá, bài kia bà người khác thì làm nó hơi bị sai đề, nó dài dòng. Thì nếu mà chúng con nhận xét là người kia làm dài dòng chưa đúng đề thì chúng con không biết là như vậy là chúng con có phải là nhìn lỗi người không ạ? Xin thầy cho chúng con được biết là chúng con mà trong việc mà có nói chuyện với nhau mà nhận xét như vậy thì có phải là chúng con nhìn lỗi người không ạ? Xin thầy cho chúng con được biết để chúng con tu sửa dần dần ạ. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Chị Quân Phật. nói là gì lễ nhiều hả chị? Gì cái gì nhiều? Không, thí dụ như là chúng con Không, con trong nói hai chữ đó thôi. Dị lễ nhiều hay là cái gì nhiều? dạ đâu có nói dị lễ gì nhỉ? Tức là chúng ta thường nói cái câu gì mà nhiều nhiều trước cái gì nhiều đó. Tức là người này nói trong cái bài này nó chưa được đúng với lại tiêu đề của bài, nó bị dài dòng lạc đề ạ. À À lạc thế đề à, hả, đúng lạc rồi, đề. lạc đề. Tôi nói Đấy, không tức biết, là tôi con nghe cái nhận chữ gì xét mà như thế, nhiều bạn nhiều, này tôi không thì biết là nói gì khá nhiều hay, đó. vâng ạ, bạn kia thì nói bị dài dòng lạc đề. À Thì dài dòng nhận lạc xét đề, như tức là vậy thì có hồi phải nãy là nhìn lỗi người không ạ? à lễ nhiều hả, tức là Nhìn gì, lỗi nhiều nhiều lỗi lỗi nhiều, lỗi à người lỗi là nhiều, lỗi à gì nhiều là vật, thì à có gì là phải tôi chứ tôi không nghe được cái câu đó là gì lễ nhiều hả, chị nói là gì lễ nhiều hả, không, tức là có phải là lễ nhiều à nhìn lỗi nhiều hả, nhìn lỗi nhìn lỗi người khác, lỗi nhìn của lỗi của người người khác khác nhiều à, nhìn lỗi nhiều, à nhìn lỗi nhiều, à gì đà Phật. dạ. Xin thưa thật với chư vị, cái chuyện này không phải là nhìn lỗi người ta nhiều đâu, không phải đâu chư vị. Ví dụ như khi mình thấy người ta lỗi mà mình đem ra mình phê phán này phê phán nó phê phán nọ thì chúng ta thuộc về cái chấp trước là nhìn lỗi người ta nhiều. Chứ nếu mà thực sự trong cái bạn đồng tu chúng ta, khi mình thấy một người mà tới niệm Phật đường chẳng hạn như vậy làm lỗi nhiều thì bạn đồng tu chúng ta cũng nên mở cái tâm từ bi nhắn nhủ người ta ít ra một lần, hai lần, ba lần. Đây là vì cái tâm từ bi nhắc nhở với nhau, vui vẻ nhắc nhở với nhau, mong cầu cho những người này bỏ đi cái đó. Nếu mà ra ba lần như vậy thì chúng ta không nên nói nữa. Chúng ta cứ hoan hỷ cho họ đi và hy vọng rằng cũng có những người khác thì có ý kiến là nhắc nhở thêm tiền và vô tình chúng ta nhắc nhở ba lần không nhắc nhở thì có người khác cũng nhắc nhở cho họ ba lần. Nếu những người nào mà đi tới đạo tràng mà thấy những chuyện đó có hai ba người nhắc nhở chúng ta điều đó thì chúng ta cũng mạnh dạn nhận cái đó đi để cho sửa đổi, thì đó là chúng ta tu hành. Nếu mà thực sự nếu mà quen biết nhau thì xin chư vị có thể áp dụng phương thức là nhiều khi nói một lần thì nói à chị ơi chị đừng tới nói chuyện nhiều quá, phải không nè. Nếu mà người đó hoan hỷ được thì tốt, không hoan hỷ được thì chúng ta tìm một cách khác là nói chị ơi tới niệm Phật đường có nhiều người nói chuyện nhiều quá, tức là mình không phải là nói chị nói chuyện nhiều quá mà có nhiều người nói chuyện nhiều quá, không nên là vô tình chúng ta giảm xuống một tầng cấp nữa. Nếu người đó không nghe thì nói thường thường mà mình đi mình nói mình trong cái bữa bữa tiệc nào đó mình nói thường thường mình đi tới đạo tràng mà nói chuyện nhiều quá thì mình mất cái phước đi, tức là mình không còn nhắc ai nữa. Nếu người này mà nghe ba lần như vậy mà sửa đổi thì tốt cho họ, mà không thì để cho người khác nói, để chúng ta tránh cái chuyện mà nhìn lỗi của người khác nhiều quá, chứ không phải là chúng ta cứ
âm thầm làm. Thế như vậy thì chúng ta hoan hỷ giúp đỡ cho họ, mà họ tự nhiên không nói, nên giúp cho họ 3 lần. Và các vị pháp sư đệ tử của hòa thượng không thường thường các ngài nói là hứa với nhau là tôi sẽ cố gắng giúp cho chư vị 2 lần. Như vậy thì chúng ta cũng đấy là khi tới niệm Phật đường, nhiều khi chúng ta cũng có sơ suất gì đó, khi mà trong những cuộc trà dư tổ người ta nhắn nhủ thì chúng ta chú ý một chút thì chúng ta sửa được cái lỗi lầm chúng ta, và từ đó cái công đức phước báo chúng ta nó tăng lên ha chị Hoa ha. Chứ không nên là chúng ta thấy bạn của mình làm sai, mình làm thinh thì cũng tội nghiệp cho người ta, mà đem cái tâm chân thành giúp đỡ khuyên chân của họ, thì khi chúng ta tới 3 lần nếu họ cũng ấy thì chúng ta hoan nghĩ đành rằng như vậy. Chứ chúng ta không nên đem cái lỗi của người ta bỏ trong cái tâm của mình mà khó chịu, thì khó chịu là mình mất cái phước đi nha. A Di Đà Phật. Đại chúng cho một tràng pháo tay thật lớn để cảm niệm công đức của thầy Hải.